Đây thì bà con cái dàn lắp tôi tôm đầy đủ loại máy luôn nè. Dài 2 mét nè, sắt cái nóc đầy đủ máy dầu có luôn nha. Đây cụ lẳng. À, cái này bằng inox nè. Nóc 304. Nóc 304 nè. Tất cả đều có nè. Alo. Nghe anh ơi. Dạ nó đâu? Con ở đâu? Rồi vậy ham rồi. Dạ kiểm tra chưa? Dạ. Đúng rồi, thì cái này cũng quay theo kiểu đồng hồ luôn. Đúng rồi. Hai cái. Ê, hai cái. Hai. Ba luôn. Nói đi. Nói đi. Anh xài Gogo hay là xài đốc đít? Biết rồi, nhưng mà anh xài vô dây Gogo phải không? Không phải câu Gogo mới được. Câu do đi là xài mới được. Đúng rồi, Gogo mới xuôi chiều. Đúng rồi, nó sẽ ngược lại. Để em hỏi kỹ thuật cơ khí. Rồi ok anh. Rồi. Đây lắp máy dầu rồi con. Lắp máy dầu, cả máy dầu đều có lắp luôn. Đây lắp inox nè, nó có cái chân vịt nè, có cái đồ gạt nước nè, đây là gọi là cái gạt gác nè, nó đẹp nè. Hàng sẵn luôn. Rác luôn. Inox luôn rồi con. Cả đều có luôn. Bốt vừa lặn, số là quấn dây hết luôn rồi con. Quấn dây cho bà con hết trơn luôn đó. Đây. Bốt vừa lặn. Đầy đủ. Cứ coi đi nha. Coi đi có dạ đâu, kêu em. Cốt xéo đầy đủ. Alo. Đúng rồi anh. Sóc Trăng. Dạ đúng rồi. À, Cà Mau hả? Dạ. Ưu điện đem tới nhà tính tiền cước rước cho anh đó. Khoảng 100.000 tiền cước. Dạ. Chưa gửi anh. Chưa gửi. Nhà inox mà. Đồ bơm nước siêu tốc phải không? Đúng rồi. Chạy bằng cái đó phải không? Dạ. À, dạ bán hả? Bán. Em chơi bằng inox không à? Dạ, tại văn bản á. Dạ. Không, cái đó là bán lẻ á. Rồi. Rồi anh chờ 5 phút em điện lên cho coi báo giá từng cái cho. Đây đuôi tôm dàn lắp inox đầy đủ nha, mới xăng mới dầu đầy đủ nha. Quá trời nhiều luôn. Alo. Đúng rồi anh. Sóc Trăng anh. Không đâu hả? Đây, dàn lắp nó đây.